Có một số anh em chuyển từ DSLR hay là các hãng khác thì khi qua Fuji chụp với flash không quen. Lý do là ví dụ như đang để cái này để chế độ M thì màn hình đen thui. Chụp thì ra tất nhiên vẫn sáng. Đây. Nhưng mà khi mà cái màn hình đen như vậy thì anh em khó lấy nét, khó có mà canh được bố cục. Thì có hai cách. Thứ nhất là bật cái Natural Light View của nó lên, chế độ xem thực tế. Là bây giờ nó có sao thì sẽ như vậy. Cá nhân mình thì thấy cái này nó hơi nhạt so với màu thực tế. Đây. Đây, đó. Thì anh em để như vậy. Đây nó lấy nét nè. Chụp. Sẽ ra được tấm ảnh. Có flash. Không, cách thứ hai là bật cái chế độ xem trước độ phơi sáng hoặc là cái cân bằng trắng. Đây các bạn thấy không? Cái này bật lên nè. Để mình tắt cái Natural Light View rồi. Đây khi mà các bạn bật lên thì ảnh từ đang từ tối nè. Nó sẽ chuyển qua sáng. Đó, thấy chưa? Thì nếu các bạn bật lên như vậy thì chụp M chụp không có flash thì trong cái LCD hiển thị như thế nào chụp ra như thế đó. Đó. Còn khi bật flash lên thì các bạn tắt nó đi thì nó sẽ sáng hơn nè. Đó, thấy chưa? Mình canh khung, mình canh bố cục, canh nét rồi nó cũng dễ. Đây. Rồi. Mình nói thêm một cái nữa là cái đồng bộ tốc độ cao. Giống như tấm hồi nãy, ví dụ chụp tốc 1/500 đi. 1/500 chụp thì nó sẽ ra nó bị tối khúc dưới nè, các bạn thấy không? Đó. Thì lúc đó các bạn vô menu Flash, chọn vô FP. Đây là Front nè. Rear nè. Tức là nó đồng bộ theo cửa trập, màn trập đầu, màn trập sau và tốc độ cao, thì các bạn chọn vô FP. Thì đối với máy hỗ trợ đồng bộ tốc độ cao và flash hỗ trợ tốc độ màn trập tốc độ cao thì các bạn sẽ đánh được ảnh, nó sẽ ra sáng đều, không có bị đen phần dưới. Ở đây là tốc 1/1000. Ok, vậy ha, chào anh em.